tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong ngày thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sodom thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày con người được mặc khải. Ngày ấy ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia thì bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông: Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi tôi cùng với tất cả anh chị em sửa lại nhà hài cốt và mỗi một tuần có một thánh lễ tại đây để nhắc nhớ cho chúng ta, trước hết những người đã qua đời rất cần sự thăm viếng và cầu nguyện của mình. Có những khi ta mải mê công việc, mình dễ sao lãng lắm. Rồi thì lâu lâu thì nhớ cầu nguyện, xin lễ, đúng. Thế nhưng chưa đủ đâu. Bởi vì những người thân của chúng ta qua đời, họ vẫn đang hiện diện với mình đấy. Chứ không ở một nơi nào khác xa lạ. Không phải lắm. Đang hiện diện với mình, nhưng mà hiện diện dưới một cách thế khác. Nếu như trước đây ta có thể chạm vào được, nếu như trước đây ta có thể thấy bằng đôi mắt, thì ngày hôm nay ta chạm và ta thấy, ta cảm nhận được. Cảm nhận được. Và trong niềm tin thì sự cảm nhận đó nó trở thành một lời xác quyết. Bởi vì lời Chúa nói là sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian này bị hủy diệt, thế thì có một nơi trốn ở nơi Thiên Chúa. Thế Thiên Chúa có xa chúng ta đâu. Thiên Chúa cũng ở bên chúng ta mà. Chúa ở trong chúng ta mà. Chúa ở giữa chúng ta mà. Chính Chúa Giêsu đã nói như vậy. Đấy. Nước trời ở giữa anh em. Bài tin mừng ngày hôm qua Chúa Giêsu nói. Thế cho nên là những người qua đời ở với Chúa thì có phải là cũng ở với ta thôi. Bằng một cách thế khác mà ta thấy bằng niềm tin. Mà vì vậy là tôi muốn là ta luôn ý thức những người đã qua đời cần sự viếng thăm và cầu nguyện của chúng ta. Thế cả giáo xứ của chúng ta là suốt thời gian vừa rồi là cố gắng sửa cái nhà, nhìn cho nó khang trang, để xứng hợp, tôn trọng những người thân của mình, và để cảm thấy nó gần gũi. Ta ghé thăm, ta thấy nó gần lắm. Thế có những khi không nhiều và thỉnh thoảng đó. Thì mới thấy đây đó, gần với nhau, gắn bó thương yêu như thế vậy. Rộn ràng. Thế vậy mà mới qua đời cái. Thế lại thấy sợ. Sợ. Thế tôi nghĩ rằng những người qua đời mà biết mình sợ thì chắc buồn lắm.
buồn lắm. Chứ cố gắng làm sao để nó tạo một cái sự gần gũi thân quen vậy, thân quen. Và điều nữa, khi chúng ta đến đây vào mỗi tuần một lần, nhìn thấy những con người giờ đây thinh lặng, thinh lặng, không còn ồn ào, không còn nhộn nhịp, không còn tất bật ngược xuôi nữa, nhắc nhở cho chúng ta cần sự thinh lặng trong đời sống. Có tất được ngược xuôi nào, rồi đến một lúc nào đó ta cũng phải thinh lặng thôi. Mà vì vậy mình rất cần tập thinh lặng. Thinh lặng để nhận ra mục đích cuộc đời của mình. Đâu là điều quan trọng nhất? Thinh lặng để dành thời gian cho Chúa, chứ không phải là thinh lặng ngồi không. Thinh lặng để dành thời gian cho Chúa. Và chính sự thinh lặng đó lại giúp cho chúng ta khám phá ra một điều. Khi ta đối diện với cái thinh lặng của những người đang hiện diện ở đây suốt ngày đêm, nhắc nhớ cho chúng ta một điều: chỉ có tình yêu là còn mãi thôi. Chỉ có tình yêu thì mới có thể tồn tại. Và chúng ta cần tình yêu lắm. Tình yêu của Chúa. Tất cả những người đang thinh lặng này cần tình yêu của Chúa. Mà vì vậy chúng ta cũng cần tình yêu của Chúa, cần lòng Chúa xót thương. Nếu chúng ta cần lòng Chúa xót thương thì tại sao chúng ta lại không biết xót thương nhau? Cuối cùng rồi thì có cái gì còn ở lại đó? Cuối cùng thì tất cả nó rơi bỏ hết thôi. Chỉ có những hành động của tình yêu thì còn lại. Và chỉ có những hành động của tình yêu được nhắc đến. Chỉ có những hành động của tình yêu mà được đề cao. Cho nên ngày phán xét, Chúa Giêsu không hỏi: anh này, cái chức vụ gì ở trong giáo xứ? Cái chị kia, cái chức vụ gì ở trong nhà dòng? Không. Mà Chúa hỏi: khi ta đói các ngươi có cho ăn không? Khi ta khát các ngươi có cho uống? Khi ta tù đầy các ngươi có viếng thăm hay không? Thế Chúa hỏi chúng ta về những hành động của tình yêu. Chúa hỏi chúng ta về những hành động đối với nhau được đặt nền ở trên tình yêu, hay là được đặt nền tảng đó là trên sự ích kỷ. Tình yêu thôi. Cho nên ông Thánh Gioan tông đồ, người đã tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu trong đêm bữa tiệc ly. Cuối đời Thánh Gioan gần 100 tuổi rồi. Thế cho nên là ngài đi lại khó khăn lắm. Ngài nằm ở trên giường, người ta khiêng ngài ra cho cộng đoàn đông lắm để nghe Thánh Gioan giảng, nghe Thánh Gioan nói về Chúa Giêsu, bởi vì đây là người môn đệ Chúa yêu mà, đây là người đã tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu mà, đã cảm nhận được tình yêu của trái tim Chúa Giêsu như thế nào. Cho nên người ta đông lắm mà người ta nghe. Ông Thánh Gioan lúc đó già rồi, ngài chỉ nói có một điều thôi. Mà lúc nào đưa ra ngài cũng chỉ nói như thế, và ai cũng say mê để nghe câu nói đó. Thánh Gioan nói với mọi người rằng: thưa anh chị em, vào lúc chiều tà của cuộc đời, vào lúc cuối cuộc đời này, chiều tà, Thiên Chúa sẽ xét xử chúng ta bởi tình yêu. Vậy thôi. Cuối cuộc đời đến Chúa xét xử chúng ta bằng tình yêu. Thế cho nên rằng chỉ có tình yêu thôi, hành động tình yêu.
nhắc nhớ cho mình. Và một điều nữa, cử hành thánh lễ ở tại nhà hải cốt, cử hành thánh lễ để cầu nguyện cho những linh hồn đã qua đời. Có một điều mà anh chị em tham dự thánh lễ rất nhiều, trong cuộc đời của mình tham dự thánh lễ rất nhiều, nhưng chúng ta không để ý. Ta chỉ nghĩ rằng Chúa hiện diện ở nơi bí tích thánh thể, đúng rồi phải không Sa Tâm? Cho nên ta lên rước Chúa, đúng rồi phải không? Chúa hiện diện trong lời Chúa, cho nên ta chăm chú lắng nghe, đúng không Hằng? Nhưng có một điều ta quên, sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử của nhân loại, biến cố tình yêu cao quý nhất của Chúa Giêsu, một biến cố cứu độ quan trọng nhất của Thiên Chúa đã làm cho nhân loại được thực hiện ở đâu? Chị gì có nhà biết không? Ở trên đồi Can-vê, cái chết của Chúa Giêsu trên thánh giá. Cái chết của Chúa Giêsu trên thánh giá, đó là một hành động cao quý nhất cứu độ chúng ta. Đó là một hành động yêu thương tột cùng đối với chúng ta. Đó là một cử chỉ, đó là một biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử của nhân loại mà chưa có ai làm được hết. Sự kiện đó ngày hôm nay đang diễn ra mỗi khi cử hành thánh lễ. Tôi bảo chúng ta hay quên cái này như vậy đó. Cho nên Chúa Giêsu mới nói anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Sau khi Chúa Giêsu cầm bánh bẻ ra trao và cầm chén rượu trao, này là máu Thầy, muốn nói đến cái chết hy tế của Chúa Giêsu trên cây thánh giá, nói đến cái chết cứu độ chúng ta, này là máu Thầy đổ ra cho muôn người, nhiều người được tha tội. Đấy, đổ ra cho nhiều người được tha tội. Chúa Giêsu nói đến cái chết hy tế, cái chết cứu độ, cái chết tha thứ tội lỗi, cái chết trên thánh giá đó. Anh em hãy làm việc này. Hãy làm việc này không phải để nhớ lại sự kiện trong quá khứ, mà hãy làm việc này có nghĩa là mỗi khi giáo hội vâng theo lời Chúa Giêsu hướng dẫn, làm việc này cử hành thánh lễ, là chúng ta đang sống cái sự kiện đó, đang sống biến cố cao quý nhất mà Thiên Chúa đã làm cho nhân loại trong thánh lễ đấy. Thế cho nên là cao, quan trọng lắm, quan trọng lắm. Chúng ta đang được mời gọi để tham dự vào. Mình nghĩ mình bảo rằng tiếc quá, nếu mà 2000 năm trước mà Chúa cho con sống ở Palestine thì chắc chắn là con phải tìm mọi cách để con đứng ở dưới chân thánh giá hôm đó. Tiếc quá là bởi vì hoàn cảnh khó khăn, chứ con mà có khá khá chút, con cũng phải đi hành hương sang Israel để con tới cái chỗ mà Chúa bị đóng đinh, để con đứng ở đó, con cảm nhận được rằng nơi đây Chúa đã chết cho con. Không cần phải đi đâu thưa anh chị em ạ. Không cần phải sống cách đây 2000 năm ạ. Nhưng mà ngày hôm nay, mỗi lần cử hành thánh lễ, chúng ta đang đứng ở bên Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên cây thánh giá. Ngày hôm nay mỗi lần cử hành thánh lễ, chúng ta đang hiện diện với Chúa Giêsu hy tế ở trên thánh giá để đổ máu ra và cứu độ chúng ta. Chúng ta tham dự vào chuyện này, chúng ta cử hành việc này bằng đức tin. Đức tin chúng ta tin như vậy, tin như vậy. Và khi ta tham dự vào mầu nhiệm vượt qua, cái chết của Chúa Giêsu trên thánh giá được gọi là mầu nhiệm vượt qua, có nghĩa là vượt qua cái chết để bước vào sống vinh quang. Chúa Giêsu vượt qua cái chết để đi về với Chúa Cha. Đấy không?
Tin mừng Gioan chương 13, Chúa Giêsu nói đó, khi đến ngày Ngài siêu thăng, Ngài phải về với Chúa Cha, mà Chúa Giêsu vẫn còn yêu mến các môn đệ và yêu thương họ đến cùng. Cho nên Ngài trong bữa ăn tối, Ngài cúi xuống rửa chân cho họ, vượt qua thế gian mà về với Chúa Cha. Cái chết của Chúa Giêsu là một sự vượt qua như vậy. Cho nên khi chúng ta tham dự thánh lễ, mà chúng ta tham dự vào cái chết của Chúa trên thánh giá, là chúng ta đang tham dự vào mầu nhiệm vượt qua. Tham dự vào mầu nhiệm vượt qua có nghĩa là mời gọi mỗi người chúng ta phải dám từ bỏ. Từ bỏ con người riêng mình, từ bỏ tội lỗi của mình, từ bỏ những ý xấu của mình, để chết đi cùng với Chúa Giêsu trên thánh giá tại thánh lễ này. Mà chính vì vậy chúng ta mới tham dự vào sự phục sinh của Chúa. Cho nên các linh hồn đã tham dự thánh lễ, đã thường xuyên tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa trong cuộc đời của họ khi còn đang sống như chúng ta. Thế nhưng có thể tham dự thánh lễ mà chưa ý thức được về tham dự vào sự vượt qua của Chúa Giêsu. Và tối ngày hôm nay tôi chỉ khơi gợi với cộng đoàn, đừng quên, không đâu xa, không phải chạy đi đâu ấy, ngay ở đây, ngay trong thánh lễ này, chúng ta đang chứng kiến một biến cố quan trọng nhất của lịch sử nhân loại, một biến cố cứu độ, một sự kiện của tình yêu lớn lao Thiên Chúa đã hy tế cho chúng ta. Để mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta tham dự vào mầu nhiệm vượt qua, như Chúa Giêsu phải chết đi cho con người cũ và mang lấy cuộc sống mới. Tập sống như vậy mỗi ngày cũng là cầu nguyện cho những người thân của chúng ta, để họ cũng được tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu. Bây giờ họ tham dự vào lòng thương xót của Chúa, chứ không còn là một nỗ lực như chúng ta nữa. Chúng ta đang còn thân xác này. Thân xác này chúng ta mỗi ngày được mời gọi từ bỏ, được mời gọi chết đi cho con người cũ, được mời gọi sống con người mới. Còn những anh chị em đã qua đời, họ đang chờ lòng thương xót của Chúa để vượt qua mà về với Chúa Cha trọn vẹn. Cầu nguyện cho họ, nhắc nhớ con đường đi của mình, để mỗi người chúng ta cũng hãy sống mầu nhiệm vượt qua trong thánh lễ. Có nghĩa là chết đi cho con người cũ để sống con người mới, con người mà Đức Kitô Ngài đã trao cho chúng ta ân sủng nơi bí tích thánh tạch. Con người mới đó là con người sống một tình yêu trọn vẹn với Chúa Cha và sống một tình yêu hết mình với anh chị em.